Chào mừng các em đến với kênh Thầy Lem. Hôm nay cùng mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 tuần 28 trang 99-103. Kết quả cần đạt: thấy được vẻ đẹp của một sinh hoạt văn hóa ở cố đô Huế, một vùng dân ca phong phú về nội dung, giàu có về làn điệu và những con người rất đỗi tài hoa. Hiểu thế nào là phép liệt kê, tác dụng của phép liệt kê, các kiểu liệt kê thường gặp, đánh giá đúng ô khuyết điểm của bài tập làm văn số 6 theo yêu cầu của bài văn lập luận giải thích. Nắm được những hiểu biết chung về văn bản hành chính, mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống. Văn bản Ca Huế trên sông Hương. Xứ Huế vốn nổi tiếng với các điệu hò, hò khi đánh cá trên sông ngòi, biển cả, hò lúc cái cày, gặt hái, trồng cây, chăn tằm. Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều được gửi gắm ít ra một ý tình trọn vẹn. Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến, nhất là trong các câu hò đối đáp tri thức, ngôn ngữ được thể hiện thật tài ba phong phú. Chèo cạn, bài thay, hò đưa linh buồn bã, hò giả gạo, ru em, giả vôi, giả điệp, bài chòi, bài tiệm, nàng vung náo, nức, nồng hậu tình người. Hò lơ, hò ô, xây lúa, hò nện gần gũi với dân ca nghệ tĩnh. Hò Huế thể hiện lòng khao khát, nỗi mong chờ hoài vọng, thiết tha của tâm hồn Huế. Ngoài ra còn có các điệu lý như Lý Con Sáo, Lý Hoài Xuân, Lý Hoài Nam. Đêm, thành phố lên đèn như sao xa, màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng đục. Tôi như một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai láng, tình người nồng hậu bước xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền xưa kia chỉ dành cho vua chúa. Trước mỗi thuyền là một không gian rộng thoáng để vua hóng mát ngắm trăng, giữa là một sàn gỗ bào nhẵn có muôi vờn được trang trí lộng lẫy, xung quanh thuyền có hình rồng và trước mỗi là một đầu rồng như muốn bay lên. Trong khoang thiền, dàn nhạc gồm đàn tranh, đàn nguyệt, tỳ bà, nhị, đàn tam. Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp xanh để gõ nhịp. Các ca công còn rất trẻ, nam mặc áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp, nữ mặc áo dài, khăn đóng duyên dáng. Huế chính là quê hương chiếc áo dài Việt Nam, những chiếc áo dài đầu tiên hiện còn được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế. Trăng lên, gió mơn màng dịu dịu, dòng sông trăng gợn sóng, con thuyền bồng bềnh. Đêm nằm trên dòng sông hương thơ mộng để nghe ca Huế, với tâm trạng chờ đợi rộn lòng. Không gian yên tĩnh bỗng bừng lên những âm thanh của dàn hòa tấu, bởi bốn nhạc khúc Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ Du Dương trầm bổng réo rắt mở đầu trên ca Huế. Nhạc công dùng các ngón đàn trao chuốt như ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, dai, chớp búng, ngón phi, ngón rải. Tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt làm nên tiết tấu sao động tận đáy hồn người. Ca Huế hình thành từ dòng nhạc, dòng ca nhạc dân gian và là ca nhạc cung đình nhã nhạc, trang trọng uy nghiêm, uy nghi nên có thần thái của ca nhạc thính phòng, thể hiện theo hai dòng lớn điệu Bắc và điệu Nam. Với trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc, thú nghe ca Huế tao nhã đầy sức quyến rũ. Đêm đã về khuya, xa xa bờ bên kia thiên mụ hiện ra mờ ảo, ngọn tháp Phước Duyên giác ánh trăng vàng. Sóng vỗ ru mạn thuyền gợn vô hồi xa mãi cùng những tiếng đàn réo rắt du dương. Đấy là lúc các ca nhi cất lên những khúc điệu nam nghe buồn man mác, thương cảm bi ai vương vấn như nam ai. Nam bình quả phụ nam xuân, tương tư khúc hành vân. Cũng có bản nhạc mang âm hưởng điệu Bắc và phách điệu Nam không vui, không buồn như tứ đại cảnh. Thế điều ca Huế có sôi nổi tươi vui, có buồn cảm vân vân, có tiếc thương ai oán,
Lời ca thong thả trang trọng trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước trai hiền gái lịch. Nghe tiếng gà gáy bên làng Thọ Cương, cùng tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi năm canh, mà trong khoang thuyền vẫn đầy ắp lời ca tiếng nhạc. Không gian như lắng động, thời gian như ngừng lại, con gái Huế nội tâm thật phong phú và âm thầm kín đáo sâu thẳm. Theo Hà Ảnh Minh, báo Người Hà Nội. Chú thích: ca Huế là dân ca Huế nói riêng và là vùng Thừa Thiên nói chung. Ca Huế ở đây chỉ một sinh hoạt văn hóa độc đáo của cố đô Huế. Người nghe và người hát ngồi cùng thuyền đi trên sông Hương. Ca Huế thì thường diễn ra vào ban đêm và chủ yếu hát các làn điệu dân ca Huế. Tiếp theo là đọc hiểu văn bản. Một nhỏ, trước khi đọc bài này em đã biết gì về cố đô Huế? Hãy nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của xứ Huế mà em biết. Thì em biết về cố đô Huế, Huế là cố đô, kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Huế là thành phố đẹp và cổ kính bên bờ sông Hương. Huế đẹp và Huế thơ mộng với núi Ngự, sông Hương và các công trình kiến trúc đẹp nổi tiếng như Ngọ Môn, chùa Thiên Mụ. Giọng Huế nhẹ nhàng, người Huế thanh lịch. Có những làn điệu rất hay, trong đó Nhã Nhạc Cung Đình Huế được công nhận là di sản phi vật thể của thế giới. Tiếp theo là hai nhỏ, hãy thống kê tên các làn điệu dân ca Huế và tên những dụng cụ âm nhạc được nhắc tới trong bài văn để thấy được sự đa dạng phong phú của hình thức ca Huế trên sông Hương. Thống kê các làn điệu dân ca Huế và những dụng cụ âm nhạc được nhắc tới trong bài văn. Tên các làn điệu dân ca Huế là các điệu hò, chèo cạn, bài thai, đưa linh, giả gạo, ru em, giả vôi, giả điệp, bài chòi, bài tiệm, nền vung, họ lơ, họ ô, xây lúa. Các điệu hát: Lý Con Sáo, Lý Hoài Xuân, Lý Hoài Nam. Các điệu nam: Nam Ai, Nam Bình, Nam Xuân. Tên các nhạc cụ: đàn tranh, đàn nguyệt, tỳ bà, nhị, đàn bầu, đàn tam, sáo, cặp xanh, vân vân. Rồi tiếp theo câu số 3, sau khi đọc bài văn trên em biết thêm gì về vùng đất này? Thì sau khi học xong bài này em biết thêm về vùng đất này. Huế không chỉ nổi tiếng bởi danh lam thắng cảnh mà và các di tích lịch sử. Huế còn nổi tiếng với những làn điệu dân ca, âm nhạc cung đình Huế dựng tà áo dịu dàng. Đặc biệt, nghe ca Huế trong thuyền rồng trên sông Hương là một thú tao nhã đầy quyến rũ. Rồi tiếp theo là số 4, hãy tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau. A. Ca Huế được hình thành từ đâu? B. Tại sao các điệu ca Huế được nhắc tới trong bài văn vừa sôi nổi tươi vui, vừa trang trọng uy nghi? C. Tại sao có thể nói ca Huế là một thú tao nhã? Câu A. Ca Huế được hình thành từ ca nhạc dân gian và ca nhạc cung đình nhã nhạc. B. Các điệu ca Huế được nhắc tới trong bài văn vừa sôi nổi vui tươi, vừa trang trọng uy nghi vì nó tiếp thu cái tính chất của hai dòng nhạc. Nhạc dân gian sôi nổi tươi vui, có cả buồn cảm, tiếc thương ai oán, vân vân. Nhạc cung đình dùng trong các buổi lễ tôn nghiêm quý phái nên trang trọng uy nghi. C. Nghe ca Huế là một thú tao nhã vì. Nghe ca Huế đúng cách là phải nghe trong thuyền rồng trên dòng sông Hương thơ mộng, cách thưởng thức độc đáo. Nội dung ca Huế trang trọng trong sáng gợi tình người đất nước. Những lời ca đẹp đó được những ca công còn rất trẻ tình diễn. Nghe ca Huế để thêm hiểu thêm yêu xứ Huế, cũng là thêm yêu đất nước mình, đó là một thú vui thanh cao và lịch sự. Ta có thể biết được nhiều làn điệu dân ca khác nhau và thử hát theo những làn điệu ấy. Ghi nhớ, cố đô Huế nổi tiếng không phải chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử,
mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa, âm nhạc thanh lịch và tao nhã, một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển. Luyện tập, địa phương nơi em đang sinh sống có những làn điệu dân ca nào? Hãy kể tên các làn điệu ấy. Tập một vài làn điệu để chuẩn bị cho chương trình địa phương, phần tập làm văn, phần văn và tập làm văn cuối năm. Thì ở phần luyện tập này, ở địa phương em, nơi em đang sinh sống có những cái làn điệu dân ca nào thì các em sẽ nêu ra, các em hãy kể ra. Thì ở đây là một những làn điệu các em tham khảo. Thì đây là chỉ là một ví dụ. Thì địa phương em nổi tiếng nhất là hát quan họ ở Bắc Ninh, hát xoan ở Phú Thọ và hát chèo ở Thái Bình. Về nội dung chính thì qua bài viết này, học sinh sẽ nhận ra được cái vẻ đẹp của Huế và ca Huế. Cố đô Huế nổi tiếng không chỉ bởi các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa, âm nhạc thanh lịch và tao nhã, một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển. Học sinh đồng thời hình thành cái thái độ yêu mến, trân trọng và có ý thức gìn giữ, bảo tồn những cái di sản văn hóa tinh thần của quê hương, của đất nước. Về phần bố cục thì có hai phần. Phần 1 là từ đầu cho đến Lý Hoài Nam giới thiệu về Huế, mảnh đất sản sinh ra những làn điệu dân ca. Phần 2 là đoạn còn lại, những đặc sắc của ca Huế và sơ lược về cách biểu diễn thưởng thức ca Huế trên sông Hương. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.